Mới đây tại một cuộc họp báo, các bác sĩ pháp y Oregon đã xác định nguyên do cái chết của tay súng giết chết 9 người trong vụ thảm sát trường đại học Oregon, Mỹ là tự tử. Và đồng thời các nhà chức trách Mỹ cũng hái lộ về sở thích sưu tập súng của tay súng này. Hai ngày sau khi vụ xả súng tại trường đạo cộng đồng Gumpwa ở Robertus xảy ra, tại một cuộc họp báo, các bác sĩ pháp y Oregon đã xác định tay súng đã tự giết chết đi chính mình. Sau khi xả súng trong lớp học thì hắn ta đã đấu súng với cảnh sát và tự kết liễu cuộc đời. Mặc dù không tiết lộ nhiều chi tiết về phát hiện của bác sĩ pháp y, nhưng các nhà chức trách Mỹ cho biết tay súng này là một người đam mê sưu tầm vũ khí và là chủ sở hữu của 14 khẩu súng. Hắn bị ám ảnh với tôn giáo các sĩ quan cũng không nêu rõ liệu viên đạn giết chết tay súng được bắn bởi chính hắn hay bởi một sĩ quan cảnh sát hiện cảnh sát chưa chính thức công bố tên của nghi can nhưng truyền thông địa phương xác nhận kẻ xả súng là Chris Harper Mercer